Nè, bác gái ở cái nằm cái buồng đây, mình cũng hơi tối đấy. Đây, anh có là bà mình là hết tiền uống thuốc rồi, cho nên nó nằm đây không ngồi dậy được. Mà bà Thế kia là tôi rác ra chứng bệnh bị tai biến 3 năm nay rồi, không ngồi dậy đứng dậy. Người hoàn cảnh ông thì cũng con đông mà bị bệnh tật hết, là nó cũng ảnh hưởng vì chất độc da cam hay là sau đây cái vấn đề đó là trước mắt là tôi thấy là bà vợ ông khổ quá. Thì ông có làm đơn ông xin gửi chương trình kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cho tôi, có hội người cao tuổi đây, nhưng mà tôi thấy thế là tôi cho ông vay 1 triệu 3 năm nay chưa có, mà để tôi xin cộng đồng xóa ông luôn. thì có cái bản điện đó nó rõ đây thôi, nó rõ đây mà hàng nhà là mở cái bản điện đó thì chứ không có xài nhiều, có bản điện đó để so sánh đây thôi. So sánh ở bữa ăn đồ của bà đó mình rõ được cái ân người để không có người tát ta chơi chứ không cần là phải tát chứ nhiều quá là, tiền lòng đưa tiền điện không có tiền, ít tiền không có đủ để đưa tiền điện mình cũng hạn chế lắm. Mà bây giờ bắt hết trời, bắt hết ngõ là để mà chữa trị cho bà rồi. Đi nhà thương cũng nhiều đâu, mà cũng ba bà đồ con kết nó cho, nó gom góp, dẫn bà đi. Đi rồi về đây rồi cũng làm vậy thôi. Thuốc hàng ngày là cho cái toa, bác sĩ cho toa gì giữ cái toa đó. Được mà nó trúng bệnh, hãy mua cái toa đó mà hàng ngày, 10 ngày là có 300 bậc. Mẹ có đó thì bà nằm đó cho mẹ hết đứt thuốc một hàng ngày là bà lị luôn là phải bỏ bà lên. Rồi dẫn bà ra, bà đi mua Phật xuống đây ngồi đồng đây mà phải bà lên bà xuống chứ không có cửa được nữa. Nó khổ vậy đó, có cháu cũng thông cảm là giúp đỡ, nhờ cộng đồng giúp đỡ cho bác. Chứ bây giờ chết có lẽ là không làm gì nổi nữa rồi. Bác năm nay 83 tuổi rồi, bác hết làm nổi rồi. Còn con cái thì nó bệnh vậy đó. Mà cũng không biết làm sao mà ai mà nói cái ấy chứ cũng không ưng vậy. Bà Hạnh bị bệnh tai biến Chịu đã nó hơn đây là 6 khổ năm. quá vậy đó con ha. Mấy năm Tình trước thẳng như còn vậy. đi lại được, nhưng khoảng 3 năm nay, bà Hạnh Hết thuốc nằm rồi một con ơi. chỗ. Hết thuốc rồi. Hôm qua nó đứt Để thuốc duy rồi. trì sức khỏe cho bà Tôi Hạnh, lên tôi thăm có bà mỗi Thím bà tháng nghe cũng gia mất. đình tiêu tốn 900.000 đồng tiền mua thuốc. Trong nhà đã cạn sạch tiền, ông Chi, chồng bà Hạnh, tìm cách đi vay mượn. Anh Thành, con trai của bà Hạnh năm nay 35 tuổi. Lúc trước anh còn đi làm để phụ với gia đình. Nhưng sau lần bị tai nạn lao động chấn thương cuộc sống, sức khỏe anh Thành yếu hẳn. Anh Thành lấy tấm bạt che lại làm nhà tắm. Dẫu tạm bợ cũng có chỗ để cả nhà dùng, đỡ bớt lạnh lẽo vào mùa đông. Thành 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 ơi Thành vô đây, vô đây chú hỏi không vô đây. Anh này là đúng là lúc anh còn khỏe anh đi làm ở Sài Gòn làm thợ nề, nhưng mà bị té sập giàn giáo rồi cái ông chủ thầu đó ông cho được cái triệu về rồi sống lay lắt rồi, chứ bây giờ không không ấy nữa mà rồi xin như công ty nào việc làm thì thời gian nó cũng đủ thôi, vì sức khỏe kém làm việc cũng được. Cho nên mới có anh vậy là nó ảnh hưởng sao chứ. Mà cái con kia cũng bị tâm thần nữa. Con hầu nó ứng vậy chứ hầu hổ nó không nói đâu, nó quậy. Con gái đó, thì cũng hoàn cảnh của con tội. Cái số phận mình nó vậy thôi. Này, thì mình là vậy là vì ảnh hưởng, con ảnh hưởng vì chất độc da con gì ngày trước của cái hậu quả của chiến tranh để lại. Bây giờ cố gắng vươn lên cuộc sống, có gì đó giúp đỡ với gia đình. Mình yếu thì mình làm việc yếu, mình làm nhẹ. Rồi để đây rồi kiếm cái việc nào nhẹ nhàng con làm phụ cập thêm với gia đình cho tôi giúp mẹ con, cho mẹ con nằm lâu quá mà bây giờ chị Phượng là con gái đầu của bà Hạnh. Chị Phượng lúc bình thường có lúc cũng lên cơn tâm thần. Gia đình 4 người nhưng tất cả đều già yếu bệnh tật. Cả nhà nương nhau sống cho qua ngày nhờ chút thu nhập ít ỏi của nghề nông.
cũng mong ước mua chút thịt cá để cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Nhưng tiền không có, ăn tạm vậy cũng được. Chút ruốc kho với dầu, thức ăn duy nhất vào buổi trưa của một gia đình nghèo.